Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên Cao Nguyên Trắng TV. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà mẹ mình nhé. Hôm nay là nhà mình đang gói bánh để ăn rằm tháng 7. Đang có bánh khúc ở nhà này. Mình quay hơi ngược sáng nên là hơi mờ mờ một chút. Đây ngọc dâu của nhà nhá. Ngọc dâu trồng chuối vlog. What? What the fuck? Vừa làm vừa ăn. Xinh gái. Ngon. Ăn bánh ngon không con? Ngon ạ. Đây chủ tịch nhà mình đây. Mẹ này cứ gói được là nó bán nó đẹp. Nên phải để hết vợ con. Thế nó phải đi ngon. Mình mà ngoại cũng gói mà. Để mang đi đây. Gói con. Như bà ngoại cũng chưa được bằng ba nhà cháu. Mấy cái ăn nhỉ. Mày cả của nhà bà mẹ ăn nhà bà mẹ lâu. Great. Thật không? Nhà bán ngoại cũng ngon bằng nhà bán nội à? Gì đấy, Ngọc đang làm bánh ở sao đây? Ngứa tay à? Ủa gì tay á? Tối om mình thấy gì đâu? Thank you.
đâu đây con chuối, thì cho em khác nào nào nào, ăn được cái bánh tí ra khác, tí lùng về vào đây. Mai đi ông ngoài bế con chó đi nhá.